trong luồng gió tiếng anh cười, lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều, vì anh còn nhớ hay anh quên rồi tình em mãi còn. Giọt mưa nhẹ rơi trên phim đàn, lời ca ngày xưa em đêm em hát. Bài hát riêng cho người về cuối trời. Ủa Chi? Ủa? Anh Phúc? Bộ anh tới coi em biểu diễn hả? Đâu có, Diệu Hiền 1-2 phải kéo anh tới bằng được á. Có Diệu Hiền nữa hả? Ừ. Vậy Diệu Hiền đâu rồi? Cô đi về chỉnh trọng á. Mà anh thấy em hát làm sao? Nãy hát có được không? Cái này anh nói thiệt nha, em hát mấy chỗ bị phô đó, anh cứ sợ khán giả nghe ra nhận ra không á. Người gì đâu á mà cứng nhắc như là khúc củi vậy đó. Bộ khen người ta ăn câu không được hay sao? À, nhưng mà tổng thể thì em hát được. À nè. Ừ? Em định mời anh đi ăn để cảm ơn anh á. Tại sao cảm ơn anh? Anh giúp em xong rồi quên luôn hay sao? Không phải, cái này em phải mời chị Hoàng Anh, vì chị Hoàng Anh mới giúp em chứ bộ. Phải mời chị thiệt hả? Chứ không lẽ mời anh. Bữa nay tôi nghe lời bà tạo hiệu ứng đứng sát khán giả để cho có cảm giác là mình giao lưu. Bà thấy tôi diễn sao có được không? Trời ơi, tất nhiên là tuyệt vời rồi. Tôi nói thiệt với bà hả, là bà sáng sân khấu lắm luôn á nha. Lên sân khấu bà đứng đẹp mà lộng lẫy lắm luôn á. Mà đặc biệt nha, tôi thích cái vai diễn của bà dữ lắm. Thì phút cuối á còn được hát cái bài hát kia đó. Trời ơi, thấm lắm đó. Con mắt bà có hồn gì đâu luôn. Nói chung là bà long lanh, sang trọng, sáng chói lắm luôn á. Nhưng mà công nhận là chị đẹp ở trên sân khấu với long lanh trên sân khấu thôi bà ơi. Ở ngoài nhìn tôi nè, nghèo rất mồng tơi luôn, nhỏ nợ nần ngọc đầu. Đã vậy còn phải mời bà chị dâu cũ đi ăn nữa chứ. Hả? Bà phải mời chị Hoàng Anh đi ăn hả? Ừ, phải mời chứ. Mời đi cảm ơn chị. À, tôi cũng đang không biết ăn món gì nữa bà. Ê, hay là bà đi ăn chung với tôi luôn nha. Sẵn tiện có gì xe tiền chung với tôi luôn. À, tại cũng ngại, tại tôi với chị Hoàng Anh đâu có thân đâu, cho nên đi chung cũng ngại lắm. Trời ơi, chứ tôi đi ăn chung với bà hả, chán muốn chết à, có biết nói gì đâu. Đi ăn mà giống như là bị tra tấn rồi á. Thôi ráng đi, để tôi gọi cho bà cái. Ủa Kim Chi, gọi chị có gì không? Dạ. Em gọi để em cảm ơn chị. Buổi biểu diễn của em đã được công diễn rồi. À, chị có nghe nói rồi. Nghe nói là vở diễn thành công lắm đúng không? Dạ, cũng nhờ chị hết á. Em cảm ơn chị nha. Chà, dạo này chị thấy em có thay đổi đó nha. Có gì đâu chị, con người ai rồi cũng thay đổi mà. Chị, hay là chị đi ăn với em một bữa nha. Em thay đổi thiệt luôn á Kim Chi. Em mời chị đi ăn cơm á hả? Ok, cũng được thôi. Ăn ở đâu? Dạ tùy chị. Hay là chị cứ sắp xếp đi, xong rồi lại báo với em thời gian và địa điểm nha. Cũng được. Chị sẽ kiếm một cái chỗ nào đó ngon thiệt ngon để Kim Chi đãi chị nè. Vậy nha, chị kiếm địa chỉ xong rồi chị nhắn cho em nha. Em chào chị. Mà rồi ăn cái gì thiệt ngon mới được. Ủa? Dạ. Cô Ba ơi. Ê, cô Ba kìa, cô Ba. Cô Ba. Cô Ba. Cười. Chú Phúc. Dạ. Kim Chi mới gọi tôi mời tôi đi ăn đó. Ủa, vậy hả chị? Ừ. Chị vui quá à. Chị thấy là Kim Chi có sự thay đổi á, cho nên là chị cũng dự định là kiếm một cái món gì đó ngon thiệt ngon để mà ăn. Chị đang thèm ăn món gì hả?
Đâu, chị đâu có thèm ăn gì đâu. Nhưng mà tại vì mẹ của cô Bo mời chị đi ăn, biết đâu bây giờ lần đầu cũng như là lần cuối thì sao, phải tìm món gì ngon chứ. Dạ, vậy chị muốn ăn món mắc tiền hả? Chưa biết. Em có muốn biết không? Dạ muốn. Chị ăn món gì vậy? Đợi chị ăn xong đi rồi kể em nghe nha. Cô Bo ơi, bác hai vô nha. Tự nhiên mình hỏi chi vậy không biết. Thiệt tình. Vui quá. Rồi giờ này tối rồi mà anh với mẹ ăn nhiều quá vậy? Trời ơi, tự nhiên hai mẹ con thèm cơm gà cái kêu người ta đem tới rồi con. Ăn không? Ăn không? Mày sớt chưa? Con không ăn đâu, giờ này ăn tăng ký á. Tối ăn nhiều không tốt đâu nha mẹ. Ngon lắm. Hỏi mẹ. À, quên nữa. Mẹ với lại anh đi ăn hải sản không? Hả? Hải sản? Yeah! Đi nha, đi nha. Chờ con xíu. Trời ơi, bữa nay vợ tôi làm tôi bất ngờ quá trời. Ủa đi ăn hải sản nữa. Alo, chị tìm được địa điểm rồi hả chị? Ừ, chị chọn được ngày rồi. Nhưng mà chị muốn nói em chuyện này nè. Là chị định rủ mẹ với lại anh Hạnh đi chung luôn, được không em? Hả? Biết sao không? Tại vì á, mẹ là cực lắm. Vừa lo việc nhà mà vừa lo cho cô Bo nữa. Mà cô Bo là con ruột của em mà. Cho nên phải mời mẹ ăn một bữa ngon chứ. Đó lẽ em phải mời mẹ trước chị đó. Đúng rồi đó. Dạ chị nói cũng đúng á chị, cũng phải á. Với lại vậy nè, anh Hạnh á thì anh muốn gặp trực tiếp em để mà chúc mừng em đó. Chúc mừng em cho Kim Chi. Mẹ chúc mừng con luôn. Dạ nhưng mà địa điểm ở đâu vậy chị? Mình ăn cua đi. Tại vì chị biết có một cái quán cua rất là nổi tiếng mà rất là ngon. Nha. Hả? Ăn cua hả chị? Ủa sao em hả hoài vậy? Em nghe không rõ hả cưng? Cua tươi lắm mà em ơi. Nó hơi mắc chút xíu thôi nhưng mà nó ngon dữ lắm. Ăn cua nha, mẹ với lời anh Hạnh cũng thích ăn cua lắm. Ăn cua đi, ăn cua đi. Trời, cua đó chất lượng ngon lắm con ơi. Cua đó sẽ ăn kinh kỳ nữa. Vậy nha, vậy nha, quyết định vậy nha. Dạ. Mọi người đợi em xíu nha. Ok. Chờ chút xíu, chờ chút xíu. Ủa, gì vậy? Trời ơi, lần này là tiêu tôi rồi bà ơi. Tiêu gì á? Nghĩ sao chị Quang Anh nó đòi đi ăn cua mà ở nhà hàng quận nhất luôn á. Một con cua ở chỗ đó phải là 1kg trở lên. Mà 1kg phải từ 1.2 triệu cho tới 2.2 triệu. Hả? Còn đòi mời ông Hạnh với lại mẹ chồng cũ của tôi đi ăn. Hả? Bà không biết sao bà hả hoài vậy trời. Mà hai người đó ăn nhiều lắm bà ơi. Trời, mẹ tôi ăn ít nhất phải là 1kg trở lên. Anh Hạnh cũng phải 1kg trở lên. Tôi cộng thêm chị Hoàng Anh nữa, tổng cộng cũng phải là 3kg. 3kg, tổng cộng 3kg là bao nhiêu ta? Bao phải nhiêu là vậy bà? 3 triệu 6 trở lên đó. Hả? 3 triệu 6 hả? Ờ. Lần này là tiêu tôi rồi. Rồi bây giờ sao? Tôi phải dẹp cái vụ này mới được. Phải dẹp cái vụ này. Alo, alo. Sao lâu vậy em? Dạ, đâu có gì đâu chị. Bên chị á, trừ ngày thứ ba, thứ tư ra thì không ai kẹt gì hết. Bây giờ quyết định ngày 20 nha. Ngày 20 hả chị? Ô, chết rồi, tự nhiên em nhớ ra là ngày 20 em phải đi đám cưới rồi chị ơi. Bận đi đám cưới mất rồi. Vậy thì 22 thứ năm được không? Ngày thứ năm mà chị. Tự nhiên trùng hợp quá à. Ngày hôm đó là ngay đúng ngày thôi nôi của bên bạn em phải đi bên đó đó chị. Ồ vậy hả? Vậy thôi em chờ chị chút xíu nha. Mẹ. Dạ con. Anh, thời gian không có khớp nhau. Vậy sao? Buổi sáu. Bây giờ mình rảnh thì bên Kim Chi kẹt, mà bên Kim Chi rảnh mình kẹt thôi bây giờ. Thứ sáu được không? Thứ sáu rảnh rồi. Rảnh nha. Em ơi, bây giờ quyết định rồi, cả nhà đi thứ sáu nha. Thứ sáu em ơi. Thứ sáu rảnh con ơi. Thứ sáu hả chị?
trời ơi em quên mất, thứ sáu là ngay cái ngày em đi thu âm á. Ờ em đi thu âm cho cái bài hát mới của em á chị. Vậy hả? Vậy thôi mình đi thứ bảy. Ừ thứ bảy cũng được mà. Thứ bảy hả chị? Ờ thứ bảy để em coi lịch xíu nha. Thứ bảy mình làm cái gì ta? Ô ô trời ơi, cái thứ bảy là ngay cái ngày em phải đi họp lớp với lại bạn cũ của em. Vậy chủ nhật được không? Được. Yeah. Ok vậy đi chủ nhật. Chủ nhật cho em. Em rảnh rồi. Chủ nhật hả chị? Ngày chủ nhật đó là cái gì nè? Chủ nhật là cái gì? Là cái gì? À chủ nhật là chủ nhật. À chủ nhật là à, em phải đi đám giỗ nhỏ bạn cùng phòng với em. À không. Em nói lộn nè. Em phải tập một vở kịch mới có tên là đám giỗ nhỏ bạn cùng phòng. Em cảm thấy là hình như là mình tìm một cái ngày mà để cho cả gia đình mình đi ăn chung với nhau á, nó phức tạp và nó khó quá chị ơi. Hay là mình quên nó đi, mình bỏ qua, mình để dịp khác rồi vậy ha. Đâu có được em, mình đã lỡ bàn rồi, mình bàn cho tới chứ. Mời gia đình đi ăn đâu phải chuyện dễ đâu mà tự nhiên giờ bỏ ngang như vậy được. Bây giờ chủ nhật không được thì thứ hai mẹ anh Hạnh rảnh không? Rảnh. Đi thứ hai, quyết định đi thứ hai. Thứ hai tuần sau hả chị? Thứ hai tuần sau nè. Thứ hai tuần sau. Cái gì nè? Em nhớ. Thứ hai tuần sau em phải đi sinh nhật của bà dì em. Dạ bà dì ở bên quận 8 lần chị xa lắm. Dạ dạ. Thứ hai kẹt luôn hả? Ồ, vậy thứ ba rảnh không? Rảnh, thứ ba rảnh. Vậy thứ ba. Thứ ba chị? Thứ ba kìa, thứ ba. Thứ ba em phải em bận làm cái gì nè? Trùng hợp quá trời ơi, thứ ba thì em lại bận phải đi đám giỗ của bà cố của em á chị. Dạ. Thứ ba em kẹt luôn hả? Thứ tư đi, thứ tư đi. Thứ tư mẹ rảnh nè. Thứ tư rảnh không? Dạ. Thứ tư hả chị? Thứ tư nè. Thứ tư. À, trời ơi, tiếc quá chị ơi. Ngày hôm đó lại là ngày tân gia của bạn của bà chị hai của em á chị. Đi không được rồi chị ơi. Thứ tư không được luôn. Thứ năm. Thứ năm hả chị? Năm tới rồi vậy. Thứ năm có đám giỗ ai không tại ta? Đám giỗ ai mà mình quên không nè? Mình quên không nè? Rồi quyết định đi nha. Chốt thứ năm luôn rồi. Alo. Nè, em tính mời mẹ với anh Hạnh đi ăn nhà hàng cua thiệt hả? Em muốn tự sát hả? Em thừa biết á là anh Hạnh ăn mạnh cỡ nào rồi mà chị dám mời hả? Em đâu có đường nào khác để chọn đâu. Thôi đi, em đừng có khùng nữa. Nè, gọi đổi lịch liền đi. Đổi ngày mai đi. Ngày mai anh Hạnh có đám cưới người quen, bỏ anh ra là em đỡ lắm á. Ôi đã quá. Đúng là đặc sản của nhà hàng này nghe, cua ngon dễ sợ luôn á. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Hình như con thấy chưa có đủ á, mình kêu thêm nha mẹ. Thôi con, mẹ thấy như đây đủ rồi á. Ăn mẹ ăn mà nặng bụng rồi. Đúng rồi đó chị, em thấy mẹ nói đúng á. Mình kêu ra nhiều quá ăn không hết mấy con bỏ uổng. Mẹ đang làm bộ á, chứ thật ra mẹ chưa có no đâu. Kêu thêm cho mẹ ăn nha, không sao đâu đúng không em? Dạ đâu có sao đâu. Ok.
Em ơi, em ơi. Không Vũ. Dạ, dạ. Sao chị? Em cho chị thêm mấy con em, mấy con. Hai con thôi. À hai hả? Này con trời ơi, nãy giờ ăn cua nhiều quá, muốn kêu món khác đi, đừng cua ngán rồi. Đương nhiên là phải có món khác rồi, nhưng mà mình phải kêu cua thêm cho mẹ ăn. Con biết là mẹ ăn bao nhiêu đây không có đủ. Cho chị ba con cua thêm nha. Dạ rồi. Cua thịt với lại mực trứng á. Mà nước à. Ấy, nước đang còn. Chị ở đây là món cua là ngon nhất, mình đừng có nên ăn mấy cái món khác. Nhưng mà nãy giờ mình ăn cua nhiều rồi, mẹ ngán, cho mẹ ăn mực thêm đi cưng. Ok. Thôi chị cảm ơn em nha. Vậy rồi, nha. Rồi, em xíu à. Rồi. À, khoan đã. Alo anh hả? Anh xong chưa? Xong rồi phải không? Ừ, bây giờ anh qua đây luôn nha. Rồi em với mẹ với Kim Chi chờ anh. Bye bye. Ủa, đi đám cưới xong hả con? Biết sao không? Anh Hạnh nói là đám cưới đồ ăn ít quá, Hạnh ăn không có no. Cái con nói với ảnh là bên này có cua, nãy con nhắn tin với ảnh. Anh nói để ảnh bỏ đám cưới, anh chạy qua đây anh ăn cua. Trời ơi, thằng Hạnh nó quái cái món cua lắm. Nhưng dạ, đi nhầm nhò chị nó ăn mình, nó còn cả chục con á. Hả? Chị ơi, anh Hạnh anh qua đây chi vậy chị? Tội nghiệp lắm, đám cưới đó, đồ ăn ít quá cho nên là chị kêu qua đây ăn chung cho nó vui mà. Không sao đâu, không sao đâu. Anh sắp qua tới rồi đó. Ăn đi mẹ, con này con thấy ngon nè, con này chắc thịt luôn á. À. Trời, coi Thánh ăn uống tới nữa. Trời ơi, mẹ no quá rồi, căng cái bụng luôn. Tiếp đi mẹ. Thôi mẹ no rồi. Mẹ thì đã no rồi, giờ chỉ còn đối phó với Thánh ăn uống nữa thôi. Hello. Vô đây con, đây là anh. Đi ngoài cửa là nghe mùi cua rồi. Mới nhắc sao tối liền trời. Vô. Nè, mẹ chưa con nè. Sao giỏ không vậy? Còn nhiều món kia nữa kìa. Không, con muốn ăn đồ mới cơ. Cho mượn cái menu em trai ơi. Anh, mình gọi vừa phải thôi á. Chứ mình mà gọi nhiều quá là hơi mình bỏ nó uổng. Hồi nãy giờ cũng gọi nhiều lắm rồi đó anh. Ủa, nãy giờ kêu nhiều lắm rồi hả? Dạ. Con không ngờ mày ăn nhiều vậy luôn á. Có nhiều đâu. Mày ăn mà hả, Kim Chi số 1 rồi biết rồi. Nhưng mày yên tâm đi, cái ngôi vị đó sẽ bị xoắn bởi anh. Mày ăn bao nhiêu con? Mới có 7 con chứ nhiều. Được, lấy cho anh 10 con. Kêu để chúc mừng Kim Chi chứ. Mình về mẹ ha. Ăn no thì về chứ ở đây làm chi con. Ủa mà sao tính tiền lâu quá vậy ta? Chưa tính tiền hay lâu quá. Chậu này chắc cũng khoảng 3 triệu mấy 4 triệu à. Alo. Em ơi, tính tiền nhanh làm chị đi. Alo. Rồi. Cảm ơn. Trả đi, mẹ đừng dành. Trời ơi, sao mẹ dành được chi mời mà. Hả? 5,6 triệu. Dạ, của chị là 1,2 triệu à. Hả? 1,2 triệu hả? Sao hồi nãy quá đơn ghi 5,6 triệu mà? Dạ có, chị kia đã trả 40 thư rồi chị. Chà, bà nội, bà nội. Dạ xong rồi mọi người. Vậy hả? Nè con à, bây giờ cả nhà đi về, con có đi chung với mọi người không? Dạ không cần đâu mẹ, tại giờ con phải qua bên trường để tập kịch nữa. Vậy thôi mình lấy xe đi trước đi. Ừ nè, cả nhà cảm ơn con bữa tiệc này nha. Mẹ ra trước nha. Con cua ngon gặp không. Dạ. Thôi rủ anh đi nữa nghe. Đi dạ về nha. Chị hả? Sao tự nhiên chị lại trả tiền giúp em vậy? Thì bình thường thôi mà em, tại vì em mời chị thì em trả tiền phần chị thôi, còn chị dẫn mẹ là dẫn anh Hạnh theo thì để chị trả tiền. Với lại chị thấy bây giờ em cũng đang khó khăn, cứ để dành tiền đi nha, mai mốt có tiền bao chị sao nha. Nghe cưng nha. Ủa mà chị nhéo mặt em vậy, em khó chịu vậy?
Dạ không chị, không chị. Nhớ luôn bên này cũng được. Vậy nha. Dạ. Bye.